Dì ghẻ con chồng. Alo, mẹ à, con đây. Sao cơ, thằng Ngô? Vậy mà sao bây giờ mẹ mới gọi cho con? Vâng, con chào mẹ. Con trai tôi đang ốm, nên ngày mai tôi xin nghỉ phép về quê độ 2 hôm. Chỉ về quê thì ai trông em bé? Tôi biết việc này hơi đột ngột, nhưng cô cho tôi nghỉ 1 hôm thôi cũng được, để tôi về với con một lúc. Em nghỉ tạm 1 hôm trông con cho chị ấy về thăm con. Công việc của em ở công ty còn chất đóng, nghỉ sao được mà nghỉ? Tóm lại là chị không thể nghỉ được. Cô có thể trừ lương tôi, con tôi cần. Vấn đề không phải ở chuyện lương bổng, tôi hoàn toàn có thể trả thêm tiền để chị ở lại. Tôi thật sự rất bận, chị hiểu chứ? Tôi hiểu rồi. Không biết giờ này con thế nào rồi. Chị Mai à, chị Mai qua xem thằng bé thế nào này. Dạ, tôi qua đây. À, du hời. Alo, gì cơ? Tôi sẽ về ngay. Cô chủ à, mẹ tôi chăm cháu trong bệnh viện, không may ngã gãy chân, tôi phải về quê ngay bây giờ. Hiện giờ tôi rất bận, mong chị hiểu cho. Tôi nhất định phải về quê ngay bây giờ, cô phải trở về nhà ngay. Sao giờ này vẫn chưa về nữa? Bột tôi đã nấu sẵn bỏ trong tủ lạnh, cô chỉ cần đảo nóng lại trước khi cho ăn. Tôi phải đi cho kịp chuyến tàu. Mẹ đây, mẹ đây. Con có chịu ăn không thì bảo. Sao con hư thế hả? Con có biết mẹ bỏ cả công việc để về đây với con không hả? Nín đi, nín đi. Mẹ thương nào. Mẹ đi với con qua thăm bà nhé. Vâng ạ. Con đã về rồi đấy à. Mẹ đã đỡ đau chân chưa? Đỡ rồi, may mà cô hai hàng xóm vào trong hộ thằng này, không mẹ chẳng biết phải làm thế nào. Vâng, tôi nghe đây. Khi nào thì chị lên, chị thu xếp việc nhà nhanh nhé. Tôi sẽ thu xếp lên sớm. Mẹ ở nhà với con. Con à, mẹ. Con không yên lấy một lúc được à? Chào cô. May quá chị lên rồi. Tôi cứ lo là chị không lên sớm được. Giờ thì an tâm rồi. Tôi lên là để xin phép cô nghỉ việc và thu dọn đồ đạc. Gì cơ? Mẹ và con tôi đều ốm, mà nhà lại chẳng có ai, nên chắc tôi phải về quê một thời gian. Tôi biết phải làm thế nào bây giờ. Tôi sẽ giới thiệu cho cô một vài người quen ở quê để thay tôi. Thằng bé rất quý chị. Đến tôi mà nó cũng chẳng cần. Thay người khác biết làm sao đây. Chỉ vì cô quá bận rộn với công việc nên không có thời gian bên con. Chứ con nào mà chả cần mẹ nhất. Tội nghiệp thằng bé, chẳng mấy khi được mẹ bế bồng. Công việc thì có thể làm cả đời, nhưng tuổi thơ con chỉ có một mà thôi. Nó chỉ gắn bó với mẹ thuở nhỏ thôi. Nếu ta không ở bên con để con cảm nhận được tình yêu thương của mình, thì sau này e là khó có thể. Tôi bất đắc dĩ lắm mới phải xa con lên thành phố làm việc. Lúc nào cũng mong muốn được ở bên con. Chị nói đúng, lúc nào tôi cũng coi trọng công việc hơn con. Tôi sẽ cố gắng hơn. Nào, bon ngoan, ngồi lại bên mẹ nhé. Chị lên phòng thu xếp đồ để ngày mai về với hai bà cháu. Chị yên tâm đi, tôi sẽ không để thằng bé cảm thấy thiếu tình yêu của mẹ đâu. Chỉ một ngày bên nhau. Tony à, tôi tin là Jonah sẽ đồng ý thôi. Cậu và cô ấy yêu nhau đã 2 năm rồi. Tự tin lên nha. Vâng, cảm ơn cô chủ. Cũng nhờ nhà hàng này của cô mà tôi gặp được Jonah. Jonah, hãy làm vợ anh nha.
Ôi trời ơi, cậu đầu bếp nhà hàng đang cầu hôn với cô lễ tân kìa. Tuyệt quá, họ thật đẹp đôi. Em Anthony à, anh làm em bất ngờ quá. Em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Em xin lỗi anh, hãy cho em thêm thời gian có được không? Jonah, chị không hiểu tại sao, nhưng mà Tony là chàng trai tốt, yêu em chân thành. Cả hai đã đến với nhau lâu rồi. Vậy mà chị Emma, em cũng yêu Tony mà. Nhưng điều kiện vật chất của anh ấy chưa đủ cho một cuộc sống gia đình. Tony đang phải sống trong căn hộ đi thuê. Bọn em mà lấy nhau bây giờ sẽ rất vất vả. Điều đó đâu có quan trọng bằng tình yêu của hai người dành cho nhau đâu. Em không thể tìm đâu ra một chàng trai tốt và yêu em chân thành như Tony. Cậu ấy thậm chí còn không màng tới tính mạng của mình để xông vào cứu em trong lần em bị bọn cướp tấn công đó. Em còn nhớ chứ? Chị Emma, chị nói thì dễ lắm. Chị là chủ của cửa hàng này với một cuộc sống dư giả. Hơn nữa, dù chị không nói ra, nhưng ở đây ai cũng biết chị đang có một người đàn ông bí mật, có đúng không? Thế sao chị cũng không cưới anh ấy đi? Đây chưa phải là thời điểm để bọn chị kết hôn mà. Nhưng đó là chuyện riêng của chị. Còn chị chỉ muốn nói với em rằng, tìm được người mình yêu và hết lòng vì mình không dễ đâu. Đừng để vụt mất cơ hội nữa. Anthony à, em xin lỗi. Hôm nọ chắc là làm anh mất mặt với mọi người lắm. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Em có thể nói cho anh biết lý do được không? Em vẫn luôn nói là yêu anh, nhưng hết lần này tới lần khác từ chối lại cầu hôn của anh. Anh tưởng chúng ta đều đã sẵn sàng cho đám cưới rồi chứ? Em không thể cưới chồng và ở trong nhà trọ được. Anh biết mà, chúng ta sẽ thuê một căn hộ tiện nghi hơn. Anh sẽ cố gắng dần. Anh cũng đang tích góp tiền để mua căn hộ đây. Thôi đi, chuyện cưới xin của chúng mình cứ từ từ rồi tính. Mình về thôi anh, tới giờ mở nhà hàng rồi. Chị Emma chắc đang nhắc tới chúng ta đó. Hình như chị Emma đi hẹn hò thì phải. Lần nào đi hẹn hò cũng mang hoa và khuôn mặt rất tươi. Không ai biết người đàn ông bí ẩn của chị ấy là ai. Chị ấy cũng đâu còn trẻ nữa, sao chưa thấy họ làm đám cưới nhỉ? Có thể chưa phải thời điểm thích hợp thì sao? Hay còn là một lý do nào đó nữa. Chị ấy cứ khuyên nhủ người khác, chứ bản thân thì lại không yêu và cưới một cách vô tư. Hả? Lạ thật. Chị Emma thử váy cưới ư? Chị ấy sắp cưới. Nè, thiệp của em đây. Hả? Thiệp gì đây? Trời ơi, thiệp cưới của chị Emma. Đúng rồi Jonah, chị Emma sẽ cưới vào chủ nhật tới. Hả? Tại sao lại đột xuất như vậy? Chị ấy cưới ai? Có phải là người đàn ông bí mật mà chúng ta vẫn nhắc tới đó hay không? Hình như là phải. Chị ấy đang vô cùng hạnh phúc. Giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy người đàn ông bí ẩn. Em hết nghi ngờ là anh ấy đã có gia đình rồi nha. Dạ vâng, em không ngờ điều này thật lạ lùng. Đám cưới sắp bắt đầu rồi, mau lên. Em cũng phải trang điểm cho xinh đẹp chứ, đám cưới của cô chủ cơ mà. Xong rồi thì đi thôi. Nhưng anh Tony đâu? Vẫn chưa chuẩn bị xong à? Bộ Tony không nói gì với cô ư? Anh ấy phải đi đâu đó nên đã tới chúc mừng cô dâu chú rể từ trước rồi. À, mà Tony có viết thư cho cô nè. Hả? Anh ấy viết gì vậy? Làm sao mà tôi biết được? Chuyện của hai người sao lại hỏi tôi? Thôi, cất thư đi đã. Lát nữa về nhà rồi đọc sau. Nhanh lên kẻo muộn. Anh Ben, chúng ta đi đám cưới chị Emma cơ mà, sao lại tới bệnh viện? Em nhìn lại địa chỉ ghi trên tấm thiệp mời đi. Đúng địa chỉ bệnh viện này mà. Thưa quý vị, lần đầu tiên
bệnh viện của chúng tôi tổ chức lễ cưới. Thật không đúng với nhiệm vụ của mình, nhưng hôm nay là một lễ cưới vô cùng đặc biệt. Xin mời cô dâu chú rể bước ra khán phòng. Chuyện gì thế này? Cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới của chúng tôi. Đây là chồng của tôi, anh Edward. Lẽ ra đám cưới này phải được tổ chức cách đây 5 năm rồi. Nhưng mà... cậu biết không, tớ và Edward đang rất hồi hộp cho đám cưới. Chính vì thế mà sẽ tổ chức đám cưới thật đơn giản thôi. Tớ đang chờ Edward tới đón để sắm thêm một vài thứ đó. Emma, anh ở đây. Emma! Sau tai nạn đó, Edward đã hôn mê sâu và sống đời sống thực vật trong bệnh viện này suốt 5 năm. Bác sĩ mới chỉ thông báo cho tôi biết cách đây một tuần thôi rằng Edward sẽ tỉnh lại. Nhưng mà mọi thứ chỉ là tạm thời. Có thể sau lần tỉnh này, anh ấy sẽ vĩnh viễn ra đi. Edward, em biết là sức khỏe của anh còn rất yếu nên anh không thể nói được. Nhưng anh hiểu hết những gì em nói, có phải không? Thì ra là vậy. Xin lỗi mọi người, bởi phải tổ chức đám cưới trong một bệnh viện, nhưng sức khỏe của Edward không cho phép chúng tôi được rời xa nơi đây. Không dễ gì tìm được người yêu thương bạn chân thành và sẵn sàng hy sinh vì bạn. Cho dù chỉ là một ngày Edward tỉnh lại, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để làm đám cưới với anh ấy. Tony đâu? Sao anh ấy không tới? Jonah, anh nghĩ rằng bấy lâu nay chính em cũng nhầm lẫn về tình cảm anh dành cho em. Có lẽ hiện giờ em đang biết ơn anh thôi, chứ không phải tình yêu. Chính vì sự mang ơn đó mà em cố gắng ở bên anh, đúng vậy không? Em không mang ơn anh điều gì hết. Hãy quên tất cả đi và sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Hồi đó... Cướp! Cướp! Cứu tụi bay! Cướp! Anh Tony! Cứu em! Jonah, anh nghĩ rằng đã đến lúc anh phải ra đi. Bởi anh không thể tiếp tục ở lại khiến em khó xử. Anh hiểu rằng tình yêu thì không thể gượng ép. Anh tin em sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng và đủ điều kiện vật chất như em mong muốn. Anh Ben, tối nay đi rồi. Ờ, Jonah, cô vẫn còn ở đây ư? Tony đã đi từ sáng nay. Chuyến bay sẽ khởi hành vào 11 giờ từ sân bay Telopham. Thật hả chị? Em phải đi tìm anh ấy. Xin lỗi chị, xin lỗi tất cả mọi người. Em đã làm gián đoạn buổi lễ quan trọng. Không sao đâu, nhanh lên đi. Cảm ơn chị Emma. Em sẽ giữ chân Tony lại. Em yêu Tony mà. Em sẽ không để mất cơ hội được cưới người đàn ông yêu mình chân thành và hết lòng vì mình. Đúng đấy, đừng đánh mất cơ hội. Bởi có thể em sẽ không tìm được cơ hội lần thứ hai đâu. Nhất định em phải giữ chân anh ấy. Nếu cần, em sẽ quỳ xuống chân cầu xin Tony ở lại. Cụ già đạp xích lô. Đường lại đông như kiến thế này, biết bao giờ mới tới cửa hàng đây. Thôi chết rồi, làm xước sơn ô tô của người ta rồi, phải làm sao đây? Chị à, có ông lão đâm vào đuôi xe mình rồi, phải bắt ông lão bồi thường mới được. Ờ, hay là thôi đi em, mang xe tới gara bảo dưỡng chút là được thôi. Như vậy sao có được? Xin lỗi hai cô, tôi đụng phải xe của các cô. Đền tiền để cháu đi sửa xe. Tôi xin lỗi, đường đông quá, xe của tôi lại chở nặng nên... Thôi thôi, được rồi, ông chỉ cần bồi thường tiền là xong à.
Tôi xin đền, nhưng cô tính bao nhiêu? Thôi cháu lấy ông 1 triệu đó là phí sửa xe. 1 triệu sao? Cô ơi, tôi đi làm từ sớm, vội quá nên không mang theo tiền. Hai cô ở đây chờ tôi một lát, tôi quay về lấy tiền rồi tới trả các cô. Nè, hay là thôi đi mà em. Nhìn ông lão cũng tội nghiệp, mà mình cũng đâu có thiếu 1 triệu đâu. Không được chị, dù là 1 triệu hay 100 thì cũng phải bồi thường chứ. Được rồi, chúng cháu sẽ ở lại đây chờ ông nha. Ông phải sớm quay lại đó. Vâng, các cô chờ tôi một chút. Chúng ta đã ngồi đây chờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, để em báo công an tới. Thôi đi về luôn, chứ báo công an làm gì nữa. Nếu thế chị tự bỏ tiền túi ra mà sửa xe. Được rồi, chị sẽ tự sửa xe được chưa? Tôi đã tới rồi đây. Các cô chờ tôi một chút. Tôi xin lỗi đã làm các cô phải chờ lâu. Này, tiền đây, cô cầm lấy đi. Xin lỗi vì làm phiền tới các cô. Ông cụ kia đáng thương quá, toàn là tiền lẻ thế kia. Chắc cuộc sống của ông cụ phải vất vả lắm. Thế mà mình còn lấy tiền bồi thường của ông lão, chẳng phải rất nhẫn tâm với ông hay sao? Chị Huyền, chúng ta mau đi thôi. Em tự lái xe về công ty nha, chị phải đi có việc gấp. Sao hôm nay ông về sớm quá vậy? Tôi đã giao đủ hàng nên ông chủ cho về sớm ấy mà. Bà ăn cháo đi. Khổ quá, tôi đau ốm thế này không giúp gì được cho ông. Để ông ngày ngày làm công việc vất vả nặng nhọc như thế. Bà không phải lo cho tôi, bà cứ chăm uống thuốc mau khỏi bệnh, vất vả thế nào tôi cũng chịu được hết. Cháu chào ông bà. Cô gái, cô tới đây có việc gì không? Cô gái này là... ông à, bà bị làm sao vậy ông? Bà nhà tôi nhiều bệnh lắm cô ạ. Mấy hôm nay còn bị ho sốt nữa. Ông à, ông không đưa bà tới bệnh viện sao? Tôi không có sao đâu cô ơi. Tôi mà vào viện thì ông ấy phải nghỉ việc tới chăm, mà tôi vẫn còn gắng gượng được. Nhưng cô là... Dạ thưa bà, chuyện là... Tôi xin thay mặt ông ấy xin lỗi cô. Nhưng mà ông lấy đâu ra 1 triệu mà trả cho cô ấy vậy? Tiền công ngày được 200.000, còn lại tôi cố đi vay mượn hết bà con hàng xóm. Ai cũng thương xót nên cho tôi vay ít nhiều. Đây là 1 triệu ban sáng ông đưa cho cháu, còn đây là 2 triệu của cháu. Ông cầm lấy để thuốc thang cho bà đi. Cảm ơn cô, số tiền này tôi không thể nhận đâu. 1 triệu kia là lỗi của tôi đã gây thiệt hại cho cô. Ông à, sức khỏe của bà mới là điều quan trọng nhất. Ông hãy cầm lấy số tiền này đưa bà đi bệnh viện đi, khám chữa cho triệt để vào. Ông hãy vì bà mà cầm lấy đi mà ông. Ông cứ sắp xếp công việc đi ông. Ngày mai cháu sẽ tới đưa ông bà vào bệnh viện nha. Được rồi, ông nghe lời cháu. Cô là nhân viên mà làm ăn như thế à? Hợp đồng chưa ký xong mà cô chạy đi đâu? Nếu không phải có cô Hà đến kịp thời thì công ty đã vì cô mà thiệt hại cả 10 tỷ rồi. Dạ thưa sếp, em... Không phải thưa gửi gì nữa. Từ mai cô không cần phải đến công ty làm việc nữa đâu. May quá, hôm nay có cháu Huyền dẫn đi. Vào khám đi, cậu còn đứng đó nhìn cái gì mà chăm chú thế? Họ từ phòng khám của cậu đi sao? Vợ chồng ông Hậu tới khám. Tôi là bác sĩ điều trị cho bà cụ Hoang. Khổ, hai ông bà già không có con cháu, nghèo lắm. Thế cô gái đi cùng không phải là con gái của ông bà đó à? Không, nãy tôi có nghe ông cụ kể, hôm qua ông cụ đi chở xích lô và phải xe ô tô của cô gái kia. Cô gái đi cùng bắt bồi thường, ông cụ phải đi vay cả xóm mới được 1 triệu. Nhưng cô kia không lấy,
mà còn tới nhà giúp tiền, rồi hôm nay lại tới đưa ông bà đi khám đấy. Thời buổi này tìm được người tốt thế hiếm lắm đấy. Mà sao cậu cũng quan tâm tới họ vậy? Cậu biết họ à? Đó là cô Huyền, nhân viên của tôi. Hóa ra là vì vợ chồng ông lão kia. Dạ. Hả? Giám đốc nói sao ạ? Dạ, em cảm ơn giám đốc. Dạ, sáng mai em sẽ đi làm đúng giờ ạ. Ủa, chị à, có việc gì mà chị vui thế? Giám đốc vừa gọi điện cho chị, bảo sáng mai đi làm kìa. Hả? Sao? Sao lại thay đổi nhanh như vậy? Không biết tại sao sếp lại biết việc chị giúp đỡ ông bà Hậu, nên là sếp thay đổi ý định. Sếp mình đúng là có tấm lòng nhân hậu, thật đáng trân trọng mà. Đúng là người tốt có phúc báo. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.